video sau đây và các bạn cùng thưởng thức chung kết bằng thành bôi 2023 giữa chiến thần Vương Thiên Nhất và đại sư Thân Bằng. Dù có lợi thế cực lớn và đang dương 1.000 điểm trên phần mềm SV kép, nhưng chỉ vì một nước đi pháo sai lầm mà dẫn đến mất trắng chức vô địch trị giá 1 tỷ đồng. Trận đấu diễn ra với bên đỏ đi tiên là chiến thần Vương Thiên Nhất. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.